hai tên lưu manh tay cầm dao phay xông vào quán ăn. Kẻ cầm đầu vung dao, chém đứt cánh tay của đối phương. A Hòa đứng ngây ra đó. Vốn dĩ hắn chỉ muốn hù dọa đối phương, không ngờ lại gây chuyện lớn thế này. Tại tòa, A Hòa sợ sệt, trình bày với thẩm phán hành vi chém người không liên quan đến mình. Luật sư cũng đề nghị giảm nhẹ tội cho A Hòa, hy vọng nhận được sự khoan hồng. Khi ấy, cha của A Hòa đang trầm ngâm bất giác cất lời. Trước đây do chúng tôi là cha mẹ dạy con không nghiêm, sau này chúng tôi chắc cũng không quản nổi nó. Tôi mong rằng con được dạy dỗ tốt ở trong tù. Vì phạm tội cố ý gây thương tích nên A Hòa bị phạt tù. Mẹ A Hòa vô cùng tức giận chất vấn: "Cha A Hòa vì sao lại nói những lời như vậy tại tòa? Ngay đến cơ hội quay đầu ông cũng không để lại cho con ông à? Những lời tôi nói không phải là cho nó cơ hội để vào đó mà tự vấn lại bản thân sao?" Sau đó người cha đến trường gặp con trai cả, gạt bỏ hết những sầu não trước đó, động viên con chuyên tâm học hành. Ông còn tặng cậu con trai một quyển sổ, mong con hành động giống lời để trên bìa sổ, nắm lấy thời gian, lựa chọn đúng hướng, sợ ảnh hưởng đến việc học hành của con, nên ông chỉ dặn dò vài câu rồi ra về, để con quay lại lớp học. Ông cha về trường dạy lái xe đi làm bình thường. Chuyện của A Hòa dường như không ảnh hưởng gì đến ông. Trái lại, việc học viên tập lái thao tác sai lại khiến ông rất tức giận. Để làm dịu sự căng thẳng, học viên chủ động hỏi chuyện gia đình ông: "Thầy có mấy đứa con?" "Tôi có một đứa." "Cháu đã đi làm chưa?" "Chưa." "Sang năm đi học trường y." Trong lòng ông, A Hòa chỉ là một kẻ côn đồ lấp cấp, còn cậu cả là đứa con có đức có tài, mới chính là đứa con trai duy nhất của ông. Ở một diễn biến khác, A Hòa sống trong tù cũng không dễ dàng gì. Vừa vào tù đã bị người khác phủ đầu. A Hòa cũng không vừa, liền lao vào đánh tới tấp. Một tên béo vào can ngăn A Hòa, suýt nữa thì hắn làm A Hòa nghẹt thở. A Hòa ôm cục tức trong người, đến tối đợi tên béo ngủ say, đánh hắn một trận túi bụi. Hai con người mặt đã sưng vù, lại còn bị bắt viết kiểm điểm. Thù này chưa giải quyết xong, hai người lăm lăm nhìn nhau, không ai chịu ai. Không ngờ rằng, hôm đó người mẹ đến thăm A Hòa, nhìn vết thương trên mặt con, lại cho rằng con mình tự kiếm chuyện, tức giận tới mức chỉ muốn đánh cho một trận, trách mắng con không ngừng. Nhưng dù sao người mẹ vẫn thương xót con, mắng rồi lại hỏi con muốn ăn gì. Nghe thấy con bảo muốn ăn 5 quả trứng kho, bất giác bà bật cười: "Nhiều quá đấy, 2 quả là đủ rồi." Việc mẹ đến thăm khiến A Hòa phấn chấn lên hẳn. Trên đời hóa ra vẫn còn mẹ thương hắn. Sau khi về lại phòng giam, hắn liền chia sẻ đồ ăn cùng bạn trong phòng, chủ động làm hòa. Nhưng mấy tên cùng phòng không chấp nhận, đặt đồ ăn của hắn sang một bên. Tên béo còn nói lời cay nghiệt: "Đêm đừng có ngủ đấy, không là tao cho mày ra bã." A Hòa cũng đâu vừa, không thèm cúi đầu nhún nhường: "Đêm đến rồi cứ ngồi đấy không ngủ." Tên béo mệt quá không chịu được, lẩm nhẩm bảng nhân cho tỉnh ngủ. A Hòa nhắc tên béo nhẩm sai, còn dạy hắn làm sao để nhớ. Cứ thế, hai kẻ ghen ghét nhau bất giác làm hòa. Cuối cùng A Hòa cũng có những tháng ngày dễ thở trong tù. Cho đến một ngày, A Hòa nhận được tin dữ, người anh trai luôn sống tích cực vui vẻ đột nhiên tự sát, ấn vào trường dạy lái xe, không quan tâm ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Tay của con trai anh bị chặt đứt, sau này không thể có cuộc sống bình thường. Tòa án yêu cầu người nhà đối phương bồi thường 1,5 triệu, nhưng đối phương không chịu nộp tiền. Ông chỉ có thể dùng cách này. Ông chủ trường học lo lắng, tìm cha của người gây án tới nói chuyện, khuyên ông mau chóng nộp tiền, nhưng ông cương quyết không trả. Không chỉ như vậy, ông còn muốn người con phạm tội phải ngồi tù cả đời ở trong đó. Trong lòng người cha, người con trai A Hòa là một phế vật, ông mong chưa từng sinh ra anh. Tối nay, đột nhiên hàng xóm tới gõ cửa, ngập ngừng nói con trai lớn đang ở dưới lầu. Người cha thấy lạ, nửa đêm xuống dưới lầu làm gì? Lúc đi xuống ông mới hiểu rõ, con trai lớn đã nhảy lầu tự sát. Hai vợ chồng đau khổ tuyệt vọng, con trai lớn luôn là niềm tự hào của họ, đặc biệt là người cha đã ngoài 50. Ông đặt hết hy vọng vào con trai lớn. Ông nghĩ không thông, con trai lớn tính cách chan hòa, nghe lời, còn hiểu chuyện, trước khi xảy ra chuyện còn gấp quần áo ngăn nắp gọn gàng, sao có thể đột ngột tự sát? Trong lễ tang, bạn học của con trai lớn giúp họ tháo gỡ được khúc mắc trong lòng. Trước khi chết, anh đã gửi tin nhắn cho bạn học, nói bản thân chưa bao giờ dám bộc lộ hết cảm xúc, cũng không dám làm ra chút sai lầm nào, sợ sẽ phụ sự kỳ vọng của cha mẹ. Cha còn yêu cầu anh năm nay nhất định thi đỗ đại học y, áp lực thực sự quá lớn. Người cha lúc này mới hiểu là bản thân hại chết con, nhưng hối hận thì quá muộn, con trai lớn sẽ không trở lại được nữa. Không lâu sau, A Hòa ra trại lập gia đình. Vì nuôi sống gia đình, anh đi tìm việc, nhưng người khác nghe anh có tiền án đều lạnh lùng đuổi anh đi. Cuối cùng, ông chủ của tiệm rửa xe đồng ý cho anh cơ hội. A Hòa rất cảm kích, làm việc rất siêng năng. Người cha nhìn thấy sự thay đổi của anh, trong lòng rất mừng. Ông muốn thử chấp nhận A Hòa, dù sao chỉ còn một người con trai này, nhưng mặt mày e rè khi nói chuyện với con, thậm chí cảm thấy đối mặt với con không thoải mái, dứt khoát chuyển ra ngoài. Buổi tối, người cha mất ngủ đi dạo hóng gió, đột nhiên nhìn thấy người con trai lớn đã chết. Người cha biết rõ đây là ảo giác, nhưng vẫn không nén được đi lên trước nói chuyện với con. Nói vài câu, không thấy con trai lớn nữa, ông rất hụt hẫng, đi tới một cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá. Không ngờ nhân viên trong cửa hàng là con trai A Hòa. Người cha thấy lạ, không phải đang làm ở tiệm rửa xe sao? Nhưng ông cũng không hỏi. Không chỉ như vậy, A Hòa lúc trả tiền thừa cho cha,
Ông căng thẳng, tay cầm không chắc, chỉ muốn nhanh rời đi. Lúc này, A Hòa gọi ông lại. Cha, có muốn uống gì không? Hai người cùng nói chuyện gia đình, nhắc tới dự định tương lai. Người cha mới phát hiện, hai người nói không dứt chuyện, đối với nhiều việc cũng có cùng một suy nghĩ. Chỉ là trước kia trong mắt ông chỉ có người con trai lớn, phớt lờ A Hòa. Trong lòng người cha rất áy này, còn khuyên con làm việc đừng quá vất vả. Có khó khăn gì có thể nói với mình, quan hệ hai cha con cuối cùng cũng tốt hơn. Người cha dọn về nhà, còn bàn với vợ, cho A Hòa và vợ mở cửa hàng, giảm bớt gánh nặng kinh tế. Cuối cùng người cha cũng chịu nhận A Hòa. Hôm nay, ông đang ngồi ăn trên phố, tivi chiếu mẩu tin, khiến ông chú ý. Bởi vì tội phạm tình nghi, ngoại hình rất giống A Hòa. Anh em vừa mới ra tù tới tìm, A Hòa rất hoảng sợ. Bởi vì năm đó anh trốn tránh trách nhiệm, khiến anh em bị kết án hơn 3 năm. Lần này tới sợ rằng muốn trả thù anh, nhưng hắn một lời cũng không nhắc tới chuyện năm đó, ngược lại còn thích thú với chiếc xe đắt tiền của khách. A Hòa sợ hắn làm bừa, liền cùng hắn ngồi vào trong xe. Hắn nói muốn mượn anh 1,5 triệu. A Hòa một xu cũng không có, lập tức từ chối. Hắn không làm khó anh, nói anh cứ suy nghĩ, nói xong thì rời đi. Nhưng tới hôm sau hắn đi tìm người thân của A Hòa, không làm hại bọn họ, lại khiến A Hòa sợ hãi. Cho nên khi hắn đi tìm A Hòa, bảo anh nổ súng trên phố, anh không dám không nghe. Chuyện này rất nhanh đã bị đưa tin, may thay cảnh sát không nghi ngờ anh. Không lâu sau, hắn lại tới tìm anh, nói cần anh giúp đi đưa hàng một chuyến. Sau khi kết thúc, sẽ không làm phiền anh nữa. A Hòa không thể từ chối, dũng cảm đi tìm tên trùm, bị đưa tới một căn phòng tối tăm. Người bên trong mặt mày dữ dằn, A Hòa biết đây là một giao dịch nguy hiểm. Đưa đồ xong liền quay lại xe, nhưng quay lại xe, không thấy người anh em đâu. A Hòa chỉ còn cách tự mình lái xe rời đi. Vài ngày sau, một đám người tới rửa xe, không nói lời nào, xông vào đánh anh. Sau đó chất vấn anh tình hình hôm đó. A Hòa thành thật kể mọi chuyện, anh chỉ giúp việc cho hắn, những chuyện khác đều không biết. Không ngờ những người này nói với anh em của anh chết rồi. Sau đó ném anh xuống xe, A Hòa chạy dọc theo con đường, sau này không còn ai tới làm phiền cuộc sống của anh nữa. A cuối cùng cũng được giải thoát. Anh vẫn không biết là cha đã giúp anh giải quyết phiền phức. Lúc cha nhìn thấy bóng dáng anh trên TV, sợ anh đi sai đường, sau đó đi tìm anh em của con, đưa hắn 200, xin hắn đừng tìm A Hòa nữa. Hắn cười bảo ông yên tâm, nhưng mỗi câu nói ra đều cố ý sỉ nhục ông. Tôi nghe nói anh trai của A Hòa, người cha biết hắn sẽ không bỏ qua cho A Hòa. Sau đó trong một đêm mưa, ông đi theo sau anh em của con trai, nhân lúc hắn xuống xe chỉ có một mình, liền nhấn ga đâm vào hắn. Người vợ vẫn chưa biết những gì ông làm, oán trách phương pháp giáo dục của ông với con có vấn đề. Nắm bắt thời gian, hiểu rõ phương hướng, bản thân ông có làm được chưa? Lời buộc tội của vợ khiến người cha cảm thấy ấm ức. Sau đó ông đem mọi chuyện mình đã làm vì A Hòa nói hết ra. Tôi đúng là không thông minh, tôi muốn làm chút chuyện vì con, nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Người cha biết mình có thể bị tử hình, nhưng ông không hối hận vì đã làm vậy, bởi vì ông không thể lại mất đi A Hòa. Ông nói thật với vợ, trước kia có người hỏi ông có mấy người con, ông đều nói chỉ có một, bởi vì trong lòng ông chưa từng coi A Hòa là con. Nhưng mấy năm nay, vẫn còn hỏi, thầy giáo Trần, thầy có mấy người con, tôi vẫn chỉ trả lời là một, bởi vì bây giờ tôi thật sự chỉ có một. Cuối cùng người cha cũng hiểu, cái gọi là nắm bắt thời gian, hiểu rõ phương hướng, không có ý nghĩa gì. Ông cho rằng chỉ cần theo ánh dương tiến về phía trước, cả đời sẽ có cuộc sống tốt. Nhưng ông không biết con trai lớn bị ánh dương chói mắt hành hạ, giấu con người thật của mình trong bóng tối, mà người con trai A Hòa bị ông thờ ơ, ở trong bóng tối lại vẫn luôn khao khát sự ấm áp. Sau đó ông dùng sự an nguy của mình để đánh đổi, bù đắp cho A Hòa sự thiếu thốn tình cha suốt bao năm, khiến hậu duệ của anh sau này được ánh dương chiếu rọi, cũng có cái bóng phải tránh. Mỗi người trong quá trình trưởng thành không cho phép có mặt tối, nhưng phương hướng cuộc đời không chỉ có một chiều, mà còn có bóng tối, mới có thể chào đón ngày mới.